Sáng nay, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Lạc khai mạc giải thể thao chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2024 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2024. Tham gia giải thể thao có trên 400 vận động viên đến từ 17 xã thị trấn và các cơ quan đơn vị trong huyện thi đấu ở các môn bóng chuyển hơi, bóng chuyển ra, bóng bàn và cờ tướng. Giải thể thao nhằm góp phần đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động. Qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân, động viên nhân dân hăng hái thi đua học tập, công tác, lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.